Thế hệ thứ 9 của Pokemon là Pokemon Scarlet và Pokemon Violet đã ra mắt được một vài ngày và chúng ta đã được làm quen một chút với những câu chuyện mới, những nhân vật mới và Pokemon mới. Tuy nhiên không thể không kể đến một khía cạnh rất quan trọng nữa, đó là tiến hóa Pokemon. Tiến hóa là cách mà Pokemon phát triển theo điều kiện sống để trở nên mạnh mẽ hơn và ở mỗi bản game, Game Freak đều đem đến cho chúng ta những phương thức tiến hóa kỳ lạ. Cơ mà trước tiên, hãy cứ bắt đầu với những phương pháp quen thuộc đã nhé, đó là tiến hóa bằng đá. Có 3 Pokemon mới sử dụng đá tiến hóa ở bản này, đó là Capsakit, Pokemon ớt cay mang hệ cỏ. Nó sẽ sử dụng đá lửa để tiến hóa thành Scorvillain, khi đó trở thành Pokemon đầu tiên mang dòng hệ cỏ và lửa. Tadpole là Pokemon nòng nọc điện, trông giống như cái bóng đèn và nó sẽ sử dụng đá sét để tiến hóa thành Bellibolt. Cả hai Pokemon này đều là đơn hệ điện. Seatoddle, Pokemon cá voi cạn, sẽ sử dụng đá băng để tiến hóa thành Seatitan. Và cả hai đều là đơn hệ băng. Ngoài ra còn một Pokemon cũ được update phương thức tiến hóa, đó là Crabrawler. Trước đây ở Gen 7 chúng ta phải lên trên núi tuyết để tiến hóa con này thành Crabominable. Nhưng mà bây giờ thì nó sẽ sử dụng đá băng để tiến hóa cho đơn giản, mặc dù cái vùng Paldea này cũng có núi tuyết. Cũng sử dụng vật phẩm để tiến hóa, nhưng là những vật phẩm hoàn toàn mới, đó là Chacadet, Pokemon hỏa tử, mang hệ lửa. Pokemon này có hai dạng tiến hóa riêng biệt, sử dụng hai loại vật phẩm khác nhau, mà ở mỗi bản game chúng ta sẽ chỉ nhận được một trong hai vật phẩm từ một người đàn ông ở thành phố Zapapico. Ở bản Scarlet, ông này sẽ yêu cầu 10 mảnh Bronzo mà anh em có thể thu thập từ Bronzo và Bronzo hoang dã để đổi lấy giáp tốt lành giúp anh em tiến hóa Chacadet thành Amarus, Pokemon hỏa chiến binh mang hệ lửa và siêu linh. Còn ở bản Violet, ông ta sẽ yêu cầu 10 mảnh Sinistry để đổi lấy giáp tà tâm để Chacadet có thể tiến hóa thành Cerulean, Pokemon hỏa đao, hệ lửa và ma. Có một loài Pokemon cũ cũng được update cách tiến hóa sử dụng vật phẩm mới, đó là Cupfu. Nhưng hiện tại thì Pokemon này chưa được xuất hiện trong game mà phải đợi cho đến khi Pokemon Home kết nối mới có thể chuyển vào được. Khi đó thì khu chợ đấu giá ở cảng Marinada sẽ có thêm hai vật phẩm, đó là Hắc Bí Kíp để tiến hóa Cupfu thành Urshifu dạng nhất kích và Thủy Bí Kíp để tiến hóa thành Urshifu dạng liên kích. Tiếp theo sẽ là phương pháp tiến hóa bằng chiêu thức được áp dụng cho 3 Pokemon cũ được thêm dạng tiến hóa ở bản này, đó là Primeape, Girafarig và Dunsparce. Một con Girafarig biết sử dụng chiêu thức Twin Beam sẽ tiến hóa thành Farigiraffe khi lên level, vẫn sẽ mang hệ thường và siêu linh. Twin Beam là chiêu thức hệ siêu linh mà Girafarig có thể tự học được khi đạt level 32, đó là chiêu dạng đặc biệt với sức mạnh 40 và có thể đánh 2 hit. Khi tiến hóa thành Farigiraffe thì cả hai đặc tính cơ bản của nó đều thay đổi, trở thành Cutchu và Armor Tail. Khi mà Dunsparce lên level với chiêu Hyper Drill trong bộ chiêu thức thì nó sẽ tiến hóa thành The Dunsparce, vẫn mang hệ thường và không thay đổi đặc tính. Đơn giản thì nó là một con Dunsparce to hơn và dài hơn. Dunsparce sẽ học chiêu này ở level 32, đây là chiêu thức hệ thường với sức mạnh 100 và điểm đặc biệt là có thể đánh xuyên qua những chiêu thức bảo vệ dạng Protect. Primeape thì hơi mất thời gian hơn một chút. Nó sẽ học được chiêu Race Fist ở level 35, là chiêu thức hệ ma với sức mạnh khởi điểm là 50. Chiêu này sẽ mạnh lên 50 điểm nữa mỗi khi Pokemon sử dụng bị trúng đòn trong cùng một trận đấu, kể cả khi tự đấm vào mặt mình do hỗn loạn, thậm chí là rút về cũng không reset sức mạnh của chiêu này. Sau khi sử dụng Race Fist 20 lần rồi lên cấp, thì Primeape sẽ tiến hóa thành Annihilate. Giờ đây nó sẽ mang song hệ giác đấu và ma. Những con Primeape nào mang đặc tính Anger Point sẽ được đổi thành Inner Focus sau khi tiến hóa.
Một Pokemon nữa cũng được thêm dạng tiến hóa, đó là Bisharp. Có một số con Bisharp làm thủ lĩnh của một nhóm Pokemon nhỏ hơn, có thể là Ponyard hay bất kỳ một loài nào khác. Khi đó chúng nó sẽ sở hữu một trang bị gọi là Leader's Crest, biểu tượng thủ lĩnh. Nếu như anh em cho Bisharp của mình hạ gục 3 con Bisharp thủ lĩnh khác đang cầm trang bị này, thì Bisharp của anh em sẽ tiến hóa thành King Gambit. Lưu ý một chút là Bisharp của anh em không cần phải mang theo biểu tượng thủ lĩnh đâu nhé. Đây kiểu như là một cuộc chiến giữa các lãnh chúa để giành ngôi vương vậy. Thông tin Pokédex của Bisharp cũng ghi rằng giao tranh giữa các bầy xảy ra rất thường xuyên. Phe nào thua trận sẽ phải quy phục và đi theo phe thắng. Chỉ có những con Bisharp xuất chúng mạnh nhất trong đàn mới có thể tiến hóa được thành King Gambit. King Gambit vẫn mang song hệ là thép và bóng tối. Nó chậm hơn Bisharp nhưng mà dĩ nhiên là đánh mạnh hơn, đồng thời trâu hơn rất nhiều. Những con Bisharp sở hữu đặc tính là Inner Focus sẽ được đổi thành đặc tính mới là Supreme Overload, sẽ gia tăng 10% công vật lý và đặc biệt cho King Gambit với mỗi đồng đội đã bất tỉnh trong đội hình. Và khi tiến hóa, nó cũng học được thêm một chiêu thức độc quyền nữa, đó là Cotoclip, chiêu thức hệ bóng tối không bao giờ trượt. Phần tiếp theo sẽ là những phương pháp tiến hóa hoàn toàn mới. Có 3 Pokemon sẽ tiến hóa khi được người chơi dắt theo đủ 1.000 bước ở chế độ Let's Go, sau đó thì lên level. Những Pokemon này là Bramblin, Pokemon cỏ lăn, hệ cỏ và ma, sẽ tiến hóa thành Brambleghast, vẫn hệ cỏ và ma. Relo, Pokemon lăn tròn, hệ bọ, sẽ tiến hóa thành Rapska, hệ bọ và siêu linh. Và Pomo, Pokemon chuột, dạng tiến hóa của Pomi, mang hệ điện và giác đấu. Con này sẽ tiến hóa thành Pomot, vẫn sẽ giữ nguyên song hệ này nha. Và đây cũng là gia đình Pokemon đầu tiên mang cái song hệ này. Để giới thiệu cho chế độ co-op của Pokemon Scarlet và Violet, thì Game Freak cũng không quên kèm theo một chú cá heo tiến hóa phụ thuộc vào chế độ mới này, đó là Finizen, mang đơn hệ nước. Khi lên level trong chế độ co-op cùng với người chơi khác thì Finizen sẽ tiến hóa thành Palafin. Thoạt nhìn thì ngoại hình của nó không có gì thay đổi ngoài cái hoa văn trái tim được thêm vào giữa ngực, nhưng đây là trái tim quả cảm của một siêu anh hùng đấy anh em ạ. Bởi vì Palafin sở hữu đặc tính là Zero to Hero, sau khi được rút về bóng lần đầu tiên trong mỗi trận đấu thì nó sẽ biến thành dạng anh hùng, được tăng vọt tất cả chỉ số tấn công và phòng thủ. Lúc này thì nó sẽ có tổng chỉ số cao hơn cả các á thần, nhưng dĩ nhiên là kèm theo đó nó sẽ không còn đặc tính gì nữa. Pokemon này còn có một chiêu thức độc quyền khá mạnh là Jet Punch, chiêu thức ưu tiên hệ nước với sức mạnh lên đến 60, tức là mạnh gấp rưỡi Aqua Jet đấy. Vị trí tiến hóa mất thời gian nhất là Gimmigo, Pokemon hòm vàng, mang hệ 3. Mỗi khi đánh bại hoặc bắt Pokemon này ở dạng hòm, anh em sẽ thu được 50 hoặc là 60 đồng xu. Còn khi gặp nó ở dạng lang thang thì nó sẽ bỏ chạy và để lại 1 cho đến 5 đồng. Nếu như Gimmigo lên level khi anh em có đủ 999 đồng xu trong cặp thì nó sẽ cuỗm số tiền đó và tiến hóa thành Golden Go, mang song hệ thép và ma. Golden Gold có một đặc tính mới là Good as Gold, giúp cho nó miễn nhiễm với tất cả các chiêu thức hiệu ứng. Và một chiêu thức mới là Make it Rain, sức mạnh 120 sẽ suy giảm một bậc tấn công đặc biệt của bản thân sau khi thi triển, đồng thời để lại rất nhiều tiền dưới đất cho ai thắng cuộc sẽ có thể thu hoạch. Ok, cuối cùng là Pokemon có kiểu tiến hóa đặc biệt nhất từ trước đến giờ, đó là Tenemouse, Pokemon cặp đôi mang hệ thường. Chúng nó là hai cá thể không tách rời và sẽ chui vào cùng một quả bóng. Khi mà Tendermouse đạt level 25 trở lên, chúng nó sẽ ngẫu nhiên tiến hóa vào cái lúc mà anh em không để ý. Kiểu như là anh em đang đi dạo, đang huấn luyện Pokemon khác, hay đơn giản là vừa check chúng nó xong, quay đi quay lại đã thấy tiến hóa rồi. Và tiến hóa ở đây tức là chúng nó đẻ thêm con, giờ sẽ mang tên là Mousehold, Pokemon gia đình, vẫn mang hệ thường. Pokédex của bọn này có nói là hai con nhỏ tự nhiên ở đâu xuất hiện, có lẽ chúng nó là ruột thịt với nhau nhưng không ai có thể xác nhận được. Mousehold có hai hình dạng, một là dạng gia đình hai con, còn dạng gia đình một con sẽ hiếm hơn. Chúng nó cũng sở hữu chiêu thức độc quyền là Population Bomb,
chiêu thức hệ thường mang sức mạnh 20 có thể tung ra từ 1 cho đến 10 hit. Đây cũng là số hit của một chiêu thức cao nhất từ trước đến giờ. Với đặc tính Technician của Mousehold cộng thêm một chút may mắn thì nó có thể tung ra chiêu thức này với uy lực lên đến 300. Ok, và đó là những Pokemon có phương pháp tiến hóa đặc biệt cũng như là cách để mà anh em tiến hóa chúng. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video này và hy vọng anh em thấy chúng thú vị. Tôi sẽ tiếp tục nhanh chóng cung cấp cho anh em những thông tin mới về bản game Pokemon Scarlet và Violet trong thời gian tới nhé. Anh em cũng đừng quên tham khảo và pre-order cái áo siêu awesome của tôi mà link tôi sẽ để trong phần mô tả. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại anh em, tôi phải đi làm tiếp video tiếp theo đây.